Xin chào mọi người, hôm nay mọi người cùng nhà Kiwi đi hái quả quýt nha. Địa chỉ của farm mình đã đính kèm ở phía dưới. Đây là lần thứ hai nhà Kiwi quay lại farm quýt này, rất là đẹp và rộng rãi. Mình không cần phải mua vé vào, chỉ cần trước khi vào farm thì chúng mình sẽ mua xô để đựng quýt. 10 đô cho một xô nhỏ và 20 đô cho một xô lớn. Thank you. Ở đây họ bắt đầu mở từ đầu tháng 6. Đợt này nhà mình đi hơi muộn một xíu nên có vẻ nhìn không còn nhiều quýt nữa. Ngon không? Ngon ạ. Giờ chỉ còn toàn quả ở trên cao thôi, cho nên mình cần một cái thang chạy bằng cơm. Năm nay quả không được to như năm ngoái, nhưng ăn cũng rất là ok nha. Chúng mình vặt rất chăm chỉ, nhưng vặt mãi mà vẫn chưa đầy xô nữa. Giờ chúng mình sẽ di chuyển sang vườn chanh.
Cuối cùng cũng đầy 2 xô rồi. Vì ở đây trước khi vào farm mình chỉ cần mua xô, nên khi mình về họ cũng chuẩn bị sẵn túi cho mình để mình đựng những quả mình hái. Vậy là kết thúc một ngày cuối tuần vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha.